Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đang trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có thoải mái về tiền nhé thì bạn có thể tham khảo qua trên thoại iPhone 13 Pro Max tại Selfnet. Selfnet hiện tại đang cho bạn nhận thông tin trước cũng như đặt hàng trước cái sổ này với mức giá là khoảng 32 triệu rưỡi. Thời gian dự kiến đặt hàng là từ ngày 15 cho tới ngày 21 tháng 10 và trả hàng là sẽ vào ngày 20 tháng 10, nghĩa là cũng còn một khoảng thời gian rất là ngắn nữa thôi. Đấy, thì iPhone 13 Pro Max như nào thì bọn mình đã nói cũng tương đối nhiều về những cái chiếc điện thoại này rồi, thì các bạn có thể tham khảo qua trên kênh YouTube của mình nhé. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hiếu Nguyễn, bạn hỏi là theo anh thì có nên mua iPhone 11 Pro Max vào thời điểm này hay không? Em cảm ơn. Thực ra là 11 Pro Max thì mình nghĩ là thời điểm nào nó cũng sẽ có đối tượng nhất định quan tâm tới thôi. Nó cũng giống như việc là đến bây giờ vẫn rất nhiều người ta vẫn săn lùng mua iPhone 7 rồi iPhone 8 hay là những cái iPhone đời thấp hơn đấy chứ, đúng nào. Vậy nên iPhone 11 Pro Max thì mình nghĩ là cũng hợp lý thôi. Đấy, tuy nhiên là khi mua iPhone 11 Pro Max thời điểm này thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc một số các cái yếu tố. Ví dụ như là iPhone 11 Pro Max nó không có 5G. Đấy là cái yếu tố thứ nhất. Những yếu tố nữa đó là về cái việc hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài sau này thì rõ ràng là iPhone 11 Pro Max nó sẽ không thể bằng được iPhone 13 với iPhone 12 được rồi. Thời điểm này thì có thể là mức giá của iPhone 13 nó đang tương đối là cao. Tuy nhiên mình nghĩ trong thời gian sắp tới thì nếu có những cái sản phẩm iPhone 13 hàng lướt ý, thì giá của nó cũng sẽ không chênh lệch mấy so với iPhone 11 Pro Max đâu. Ngày trước thì mình đã có một số những video so sánh, ví dụ như là 11 Pro Max với cả iPhone 12 thì mình nghĩ là thì thôi mua 11 Pro Max cũng được. Nhưng nếu bây giờ mà bảo là so 11 Pro Max về 13 thì mình nghĩ là nên cố lên 13. Bởi vì khi chúng ta đã có nhiều tiền để mà lựa chọn mua một chiếc điện thoại rồi thì cũng không nhất thiết phải nghĩ đến 11 Pro Max nữa, thực sự đấy. Còn 11 Pro Max bây giờ thì nó cũng không còn hàng mới nữa rồi và nó cũng chỉ còn hàng cũ mà thôi. Đấy, vậy nên là nếu mà xét trên cùng một tham chiếu hàng cũ thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện là chờ đợi iPhone 13 hàng cũ giảm giá để có được một sản phẩm với hiệu năng tốt hơn, với camera ngon hơn, hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn và một cái cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng hơn, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trung Dương. Bạn hỏi là em muốn một cái iPhone mà không biết là nên mua iPhone nào, 13 Pro Max hay là 13 Pro hợp lý hơn. Ngoài ra em muốn mua thêm một cái điện thoại phụ dòng Android giá vừa phải khoảng 10 triệu. Rồi, cá nhân mình thì mình thấy là như sau này. Đấy là 13 Pro Max và 13 Pro thì thực ra là nó cũng chỉ là một cái sự phóng to và thu nhỏ ra của nhau thôi. Còn về cấu hình, về camera các thứ nó cũng tương đối là xem. Thế thì bạn phải thực sự cân nhắc xem là bạn có cần một chiếc điện thoại màn hình lớn với pin trâu hơn để mà có được cái giải trí tốt hơn hay không. Còn nếu mà bạn chỉ sử dụng một cái điện thoại một cách bình thường hàng ngày mà muốn cầm nắm nó vừa tay hơn thì mình nghĩ là 13 Pro là hợp lý. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là gì? Đấy là cái mức giá bán của 13 Pro với 13 Pro Max bây giờ nó lệch nhau không nhiều, lệch nhau khoảng vài ba triệu thôi. Và trong cái tầm giá khoảng trên dưới 30 triệu như thế thì rõ ràng là có nhiều người ta sẽ suy nghĩ là thôi đã cố lên tầm ba mấy triệu cái này rồi thì thôi cố lên hẳn 13 Pro Max chứ mua 13 Pro làm gì. Và mình cũng có cái quan điểm đó và mình nghĩ là mình sẽ ưu tiên lựa chọn 13 Pro Max hơn. Mặc dù nhá, cái mà thực tế hơn với bản thân mình này thì nó là 13 Pro cơ. Đấy, nhưng mà đôi khi có nhiều cái nó khó lý giải lắm. Đấy, nó cứ phải Pro, phải là Max cơ. Đấy, thì nó mới lấy. Đấy, mặc dù là nhu cầu của mình là cái 13 Pro nhưng mình nếu mà mình lựa chọn mua thì mình lại lựa chọn mua 13 Pro Max. Thế còn ý kiến các bạn như thế nào? Các bạn có thể để lại comment nhé. Còn với cái khoảng giá 10 triệu để mua một cái điện thoại Android ấy, thì mình nghĩ là như sau này. Đấy là nếu mà bạn có 13 Pro Max thì bạn mua một cái điện thoại Android màn hình bé một chút thôi, không cần phải nhất thiết lên đến 10 triệu đâu. Bạn có thể mua một cái Galaxy S10e hàng cũ bây giờ cũng chỉ tầm khoảng 5-6 triệu thôi. Hoặc là bạn có thể mua một cái Google Pixel 4 cũng được. Còn nếu mà thích thoải mái thì cũng có thể mua Google Pixel 5A, 5 thì chắc là chưa mua được đâu nhỉ. Google Pixel 5A đấy. Đấy, mua những sản phẩm đó màn hình bé các thứ sử dụng song song với 13 Pro Max. Còn tất nhiên, nếu bạn đang sử dụng 13 Pro và bạn cũng không cần phải nhất thiết phải điện thoại Android phải màn hình bé thì 10 triệu bạn có thể mua được một chiếc Xiaomi 11T mà vẫn thừa tiền, thừa vài triệu đấy. Hay là bạn có thể mua một chiếc Samsung thì chúng ta sẽ có Galaxy A52s cũng được. Thì những cái điểm yếu của nó thì cái 13 Pro nó bù cho, đúng nào. Hay là Realme GT 5G đấy, hoặc là Xiaomi CV. Xiaomi CV được đấy, con này mỏng nhẹ đấy, được. Nếu mà 13 Pro với Xiaomi CV thì mình thấy hợp lý, cũng không đến 10 triệu đâu, tầm 9 triệu mấy thôi. Rồi,
Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Chí Nguyễn. Bạn hỏi là: anh Chem hỏi có nên mua iPad mini 6 để chơi game với cả giải trí hay không? Và nếu mua thì nên mua bản Wi-Fi hay là bản LTE? Em đang xài iPhone 10S Max và đã có iPad Gen 6 cho con học online. Rồi, thế thì cá nhân mình thì mình thấy là như thế này này. Đấy là mini 6 để chơi game với cả giải trí là cái mẫu iPad tốt nhất có thể để bạn có thể chơi game và giải trí thời điểm này rồi. Vì đầu tiên là con chip của nó quá mạnh, con chip Apple A15. Thứ hai nữa đó là cái màn hình của nó đủ bé để bạn có thể chơi game không bị mỏi tay. Ví dụ bây giờ bạn mua iPad E4 thì bạn chơi game nó sẽ rất là mỏi tay đúng không? Hay là iPad Pro M1 cái thứ thì chơi game nó mỏi tay lắm. Thì iPad mini 6 là đủ rồi. Và nó cũng đủ để cho bạn giải trí tốt hơn điện thoại rất nhiều. Vì màn hình nó lớn điện thoại rất nhiều. Chẳng qua màn hình nó bé hơn những cái sản phẩm iPad mười mấy inch thôi, chứ còn màn hình của nó vẫn đủ bé hơn iPad và vẫn đủ lớn hơn rất nhiều so với điện thoại để giải trí được. Còn nên mua bản Wi-Fi hay là bản LTE thì bạn phải xem là cái tính di động bạn có cần cao hay không. Ví dụ bạn là người rất hay đi công tác chẳng hạn thì rõ ràng là bản LTE nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì là đôi khi bạn đi công tác mà bạn vẫn cần phải xử lý công việc, bạn lên trên ô tô đi đường dài đấy, kiểu như thế, bạn vẫn phải cần mạng các thứ nữa thì bạn có thể sử dụng. Tất nhiên bạn vẫn có thể phát wifi từ điện thoại ra, nhưng mà như thế nó sẽ bất tiện hơn là việc là chúng ta sẽ có một cái bản LTE có sẵn đúng không ạ? Đấy, và cũng cần phải cân nhắc thêm một cái điểm nữa, đấy là đôi khi ở nhà đang sử dụng đột nhiên nó mất điện đi. Bây giờ thì ở thành phố thì mình nghĩ là ít khi mất điện lắm. Đấy, ở quê mình, ngay ở quê mình Hà Nam bây giờ thì thi thoảng lắm mới mất điện thôi, nhưng không phải là mất điện thường xuyên hay như nào cả. Đấy, thì mình nghĩ là chắc không cần bản LTE đâu, mua bản wifi là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà chỗ bạn mà hay thường xuyên mất điện thì có thể mua bản LTE để lúc đấy chúng ta chủ động hơn chẳng hạn. Đó, được chưa ạ? Và có thêm một cái điểm nữa mà mình nghĩ là các bạn cũng cần phải cân nhắc, đó là cái giá bán của bản LTE nó đắt hơn bản Wi-Fi rất là nhiều. Vậy nên là ví dụ như với bản thân mình thì mình nghĩ là thôi, mua bản Wi-Fi thôi. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Acoustic Utah. Bạn ấy hỏi là anh Dương so sánh Mi 11T Pro với Mi 11 đi anh. Thực ra chúng ta gọi chính xác là Xiaomi 11T Pro vậy ạ, với cả Xiaomi Mi 11. Rồi, thế thì bản thân mình thì mình thấy là như sau này. Đầu tiên ý, là về thiết kế thì mình sẽ lựa chọn ngay và luôn Mi 11, bởi vì nó có màn hình cong, thiết kế của nó nhìn nó cũng sexy hơn. Về mặt màn hình thì mình cũng sẽ lựa chọn Mi 11 luôn, bởi vì màn hình của nó độ phân giải cao hơn rất là nhiều và tấm nền của nó cũng sẽ xịn sò hơn. Về mặt hiệu năng thì cả hai sản này đều có con chip 888, nhưng Xiaomi 11T Pro tối ưu không tốt, nên là về hiệu năng mình sẽ lựa chọn Xiaomi Mi 11. Về camera ấy, thì hai sản này thể hiện rất là tương đồng với nhau, xem với nhau thôi. Còn về pin thì Xiaomi 11T Pro sẽ có viên pin tốt hơn và sạc thì rất nhanh luôn. Sạc 120W nhanh hơn nhiều so với cái sạc 55W của Xiaomi Mi 11. Đó. Và thêm nữa đó là Xiaomi 11T ấy, thì nó lại còn có cả kháng nước kháng bụi nữa cơ. Loa ngoài là loa kép thì cả hai sản phẩm đều có. Harman Kardon thì cả hai sản phẩm cũng đều có luôn. Đấy. Còn về màn hình ý, thì hơi đáng tiếc một tí, Mi 11 nó lại không có Dolby Vision nhưng mà nó lại có màn hình cong. Đó. Nhưng mà thực ra là trong hai cái sản phẩm này thì mình thấy là như sau này. Đấy là nếu cái Mi 11T, thực ra gọi là Xiaomi 11T Pro nhá, mà cái giá bán của nó bằng với cả Mi 11, nghĩa là nó để đúng cái giá niêm yết là khoảng 15 triệu thì mình sẽ mua Mi 11. Nhưng 11T Pro nó lại có giá bán rẻ hơn rất nhiều sau khi đã trừ đi quà. Nó rẻ hơn tầm khoảng 3 triệu cho tới 3 triệu rưỡi so với Mi 11, nên là mình sẽ lựa chọn Xiaomi 11T Pro vì giá, được chưa ạ? Vì giá rẻ hơn thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hiệp Hoàng. Bạn hỏi là: em có 20 triệu muốn mua một combo điện thoại iOS với Android. Nhu cầu là iPhone chụp ảnh, quay phim thu âm, hiệu năng cao, không quan trọng pin với màn hình. Android thì em cần xem phim, pin trâu, màn to và đẹp. Em đang định mua con iPhone 12 mini, còn Android con nào thì em chưa xác định được. À, nghĩa là iPhone là bạn định mua 12 mini. Rồi, mình sẽ thử search xem là bây giờ 12 mini tại Cellphonet sẽ là bao nhiêu tiền nhá. Đây, iPhone 12 mini nó tầm khoảng hơn 15 triệu. Như vậy là bạn còn khoảng gần 5 triệu để mua một cái Android nữa. Thế thì đơn giản quá, gần 5 triệu để mua một cái Android nữa thì mà mình nghĩ là bạn nên mua chiếc Realme V15 hoặc là Realme Q2 Pro. Đấy, hai cái sản phẩm này như thế nào thì các bạn có thể xem trên kênh YouTube của mình đã nói quá nhiều rồi. Ví dụ như là cái màn hình AMOLED này, có vân tay bên trong màn hình này, có một cái sạc siêu nhanh luôn này, camera cũng ổn, pin cũng đủ tốt các thứ nữa. Đấy.
Thì mình nghĩ là với tất cả những điều đó thì Realme V15 hoặc là Realme Q2 Pro sẽ là cái sự lựa chọn đáng mua nhất dành cho bạn. Bởi vì bây giờ bạn đã có một cái iPhone 12 mini rồi thì bạn có thể mua một cái Android màn hình lớn hơn một chút cũng được. Đó. Hoặc là hàng cũ thì bạn có thể cân nhắc mua chiếc LG V50, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đạt Thành. Bạn hỏi là anh cho em hỏi nên mua iPhone 12 Pro Max hay là iPhone 13 Pro? Thực ra là cái câu hỏi này mình đã trả lời hình như ở số trước thì phải. Chốt luôn và ngay nhé, cho nó nhanh nhé. Mua iPhone 13 Pro bạn ạ. Cho nó nhanh bởi vì là bây giờ giá bán của hai sản này rất là xem với nhau. Nên là mình chắc chắn 100% mình sẽ mua iPhone 13 Pro chứ không mua iPhone 12 Pro Max. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu hỏi đến bạn Tiến Nguyễn, bạn hỏi là ngoài làm YouTube thì chú Dương còn làm nghề gì nữa không ạ? Ngoài làm YouTube ra thì buổi tối mình còn làm cái nghề nữa là gọi là nghề bảo mẫu. Đấy, hình về mình chăm con, đấy, tắm rửa cho cả hai đứa luôn. Đấy, đấy chưa? Cho ăn cho cả hai đứa luôn. Dành tầm khoảng mấy tiếng nhỉ? Từ 7 giờ cho tới khoảng tầm 9 giờ tối. Đấy. Xong rồi sau 9 giờ tối thì 9 giờ tối đến tầm 11 giờ tối thì mình soạn câu hỏi cho số tư vấn điện thoại, xong rồi làm các cái việc linh tinh khác, xem phim các thứ nữa. Đấy. Đấy chưa? Đấy. Nghề chính là gọi là nghề bảo mẫu ở nhà buổi tối. Đó. Rồi. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ok, thôi nghỉ ăn trưa thôi.